Đấu La Đại Lục phần 2 tập 966, Long Hoàng đấu là Long Tiểu Sao, tuyệt thế đường môn. Đó là không thực tế, hoàng cung lớn như vậy, ở trong lúc nhất thời đi lời nào tìm nhiều tinh thần dò xét hồn đạo khí như vậy đâu này. Đồng dạng là tìm đường chấn động dò xét hồn đạo khí, Vũ Hạo tặng lặng yên lèn vào trong hoàng cung, hướng phía chỗ sâu ở trong hoàng cung mà đi. Binh lính tuần tra số lượng cũng tương đương, cũng không có gia tăng. Có lẽ là Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cho rằng binh lính bình thường đối với phong hào đấu la vốn là không có tác dụng gì cả. Vũ Hạo một bực hướng vào phía trong, hết thảy đều lộ ra rất là thuận lợi. Tinh thần của hắn dò xét thủy chung đều là khống chế tại cách mình chừng 100 m, cũng không có tiến hành phạm vi lớn dò xét. Mãi cho đến khi mà khoảng cách ở trong hoàng cung còn có chừng 500 thước, hắn ngừng lại, lặng lẽ giấu ở một chỗ âm u trong góc. Cũng đúng lúc này, ở trong không khí dần dần có một chút gió chấn động, ngay sau đó ở trên bầu trời chợt bắt đầu có bông tuyết bay xuống. Vừa lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là vài miếng bông tuyết, thời gian dần trôi qua, gió cho lên cực xúc lực lượng mà bắt đầu, bông tuyết cũng càng ngày càng nhiều, mảng lớn bông tuyết tại cuồng phong thổi xuống, như lưỡi sao ở trên không trung gào thét. Chỉ một lát sau đó, toàn bộ thiên đấu đế quốc hoàng cung cơ hồ hoàn toàn ở trong bạo phong tuyết bao trùm dưới rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, bạo phong tuyết cũng chỉ là bao trùm trong phạm vi hoàng cung, cũng không có hướng ra phía bên ngoài tràn ra đến thiên đấu đế quốc địa phương khác. Lúc này tại hoàng cung phụ cận cách đó không xa, khi mà đi ngang qua bình dân đều là bị một màn sợ ngây người. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện ra thiên đấu đế quốc hoàng cung lại bị bạo phong tuyết bao trùm. Phải biết rằng bạo phong tuyết loại khí hậu này chỉ là hiện ra cửa bắc chi địa mà thôi. Thiên đấu thành tuy tương đối tới gần phương bắc, mùa đông cũng là có tuyết, nhưng bạo phong tuyết lại tuyệt đối không thể. Bạo phong tuyết uy lực thập phần mạnh mẽ, bông tuyết lại là tại hoàng cung công trình kiến trúc lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trong hoàng cung đã là tưng bừng hỗn loạn, rất nhiều binh lính tuần tra đều bất thình lình bị bạo phong tuyết làm bị thương. Hơn nữa trong phạm vi hoàng cung nhiệt độ cũng bởi vì bạo phong tuyết xuất hiện ra kịch liệt hạ thấp. Vốn là 10 độ tả hữu, rất nhanh hạ xuống dưới âm 20 độ, loại giá lạnh này nhất thời làm cho trong hoàng cung hỗn loạn. Lần lượt từng bóng người không ngừng theo trong hoàng cung công trình kiến trúc vào xa. Có hồn sứ hơn nữa là hồn đạo sứ, chỉ là coi như bọn họ đi ra cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả. Loại này quỷ dị khí trời thay đổi ứng đối ra sao đấy? Một ít hồn đạo sư thông minh lập tức ý thức được vấn đề hiện ra ở trên không trung, trong lúc nhất thời nhào nhào cất cánh muốn thăng nhập vào không trung đi tìm kiếm tiến hành tìm kiếm. Nhưng khi bọn hắn thật sự bay lên trên không trung, sau đó rất nhanh gặp đại phiền toái. Không trung càng cao, bạo phong tuyết càng cục xúc sức lực, gió lớn ảo ạt. Bọn họ khi mà phi hành hồn đạo khí căn bản là không cách nào ủng hộ bọn hắn bay lên, không ít hồn đạo sư trực tiếp bị thổi xuống té vô cùng thế thảm. Ba gã lao giả cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Hiện tại hoàng cung công trình kiến trúc tương đối cao, một người ở trong đó đúng là Vũ Hạo, ngay đó đã là gặp phong hào đấu la cấp tà hồn sứ. Trừ hắn ra, hai gã lao giả nhìn về phía trên bình thường hơn nhiều. Trên thân của ba người tuy nhiên cũng lóe ra 9 cái hồn hoàn, đây chính là ba vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Vũ Hạo lúc này nhiều trước ẩn dấu âm mưu ở trong góc, nhưng tinh thần của hắn dò xét một mực quan sát chung quanh biến hóa. Không hề nghi ngờ gì, trận bạo phong tuyết đến từ chính băng hùng vương, thi triển phương pháp cũng ban đầu ở cực bắc chi địa cơ bản là giống nhau. Băng hùng vương vốn là lặng lẽ sở đi thiên đấu thành, sau đó dựa theo Vũ Hạo phân phó, theo thiên đấu thành công trung dò xét hồn đạo khí kiểm tra không được cất cánh. Vượt qua 4.000 m không trung trở lên, hoàn toàn thoát ly không trung dò xét hồn đạo khí tìm kiếm phạm vi, sau đó lại bay đến hoàng cung ở trên không, giảm xuống trận băng hùng bạo phong tuyết này. Cái này là đỉnh cấp cường giả thực lực, băng hùng vương tuy không đến được cực hạn đấu la kia mặt, nhưng sự cường đại của nó cũng ít nhất tương đương với một vị 96-97 cấp siêu cấp đấu la rồi. Hơn nữa, nó đối với băng tuyết năng lượng khống chế, tuy không giống như băng đế, tuyết đế nhưng mà có thể đạt đến mức tận cùng của tầng băng, nhưng cũng đủ làm cho bạo phong tuyết nhiệt độ thấp nhất đạt tới là dưới âm 100 độ. Đây cũng là một con số tương đương kinh khủng rồi, cho dù từ trên trời giáng xuống sau đó bạo phong tuyết cường độ hạ thấp rất nhiều, nhưng dưới âm 30-40 độ vẫn có thể đạt tới, đối với người bình thường mà nói tựa như là uy hiếp to lớn. Kim đường chủ, đây là có chuyện gì vậy? Ta hôn sư lão xả trầm giọng nói.
Ba lão giả này ở bên trong đứng ở trong trung ương nhất, vị kia rõ ràng là một quen biết cũ của vua Hạo vậy, chính là Minh Đức Đường đường chủ Kính Hầu Trấn. Đúng vậy, năm đó Minh Đồ lộ lớn, Kính Hầu Trấn bản thân cũng không tại bên ngoài Minh Đức Đường, không chỉ là hắn không lại, cũng là một đôi cháu gái cũng đều không tại, bởi vì giải thi đấu bị thương nặng, đều đang hoàng cung ngự y chỗ đó là tiến hành trị liệu, mà Kính Hầu Trấn thì là thủ tại đó, chăm sóc chính mình cùng với một đôi cháu gái, cháu trai, may mắn tránh thoát được một kiếp. Cho dù là như vậy, chân lồ lớn kia cũng làm cho Minh Đức Đường đường chủ Kính Hầu Trấn lặng lẽ một kích. Minh Đức Đường hoàn toàn bị hủy diệt, hắn cả đời tâm huyết chôn vùi như vậy, hơn nữa cháu trai trọng thương, đả kích phía dưới, hắn bệnh nặng một hồi, ngay cả tu vi đã hứng chịu một ảnh hưởng nhất định. Về sau theo tiếng Hồng Trần thương thế dần dần chuyển biến tốt hơn, hơn nữa từ thiên đăng vị trí sau đó đối với hắn mà nói nẻ trong, tâm tình của hắn lúc này mới dần dần khôi phục trở lại. Công phá thiên hồn đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành, sau đó Kính Hồng Trần đã ở lại chỗ này, tạm thời hành động Thiên Đấu Thành thành chủ. Thiên Đấu Thành chính là cả Đấu La Đại Lục đều được xếp hạng ở bên gọi thành phố lớn. Hơn nữa Thiên Đấu Thành vị trí ở vào trong thiên hồn đế quốc phía bắc ngã về tây, coi đây là căn cứ địa, vô luận là chữ lực lượng, vận binh, trọng yếu nhân chạm trung chuyến. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc phương diện, hoàn toàn là toàn bộ Đấu La Đại Lục khởi xướng chiến tranh vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Từ thiên nhiên cũng là giả lệnh, để cho Kính Hồng Trần lúc này tọa chấn cũng là đối với hắn mà nói đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì chiến tranh phát khởi ra có chút vội vàng, trước mặt Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đức Đường kiến tạo ra công tác vẫn còn tiếp tục. Nhật Nguyệt đế quốc khởi xướng chiến tranh lần này, trên thực tế, phụ tải cũng là cực kỳ lớn. Mặc dù đang hợp lý chiến thuật của quất tử xuống, vừa nên đến liền là chiếm cứ thượng phong, nhưng thời gian trôi qua, đường tiếp kế tiếp kéo dài, chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc mạnh. Thánh Linh Sáo có thể có quy mô, đó là mấy ngàn năm vụng trộm tích lũy đấy cũng không phải là một ngày, hai ngày hình thành. Một khi thương thế của bản hắn vòng số lượng lớn quá lớn, như vậy Thánh Linh Sáo thực lực tổng sẽ lại tiếp tục suy yếu. Mà theo chiếm lĩnh đại bản càng lúc càng lớn, Nhật Nguyên đế quốc chỉ biết rằng càng ngày càng mạnh, càng nhiều nữa hồn sư, hồn đạo sư vì Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất sử dụng. Đến lúc đó, cứ kéo dài tình huống như vậy, từ thiên nhiên dĩ nhiên là không sợ Thánh Linh Sáo ngất trời. Hơn nữa hai đại cực hạn đấu la thực lực là cường đại, nhưng đừng quên rằng tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 200 tuổi, cái này đã thập phần tiếp cận nhân loại cực hạn rồi, nói không chung hai vị này sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Mà từ thiên nhiên chính thức kiêng kỵ, trên thực tế thì ra là hai vị này cực hạn đấu la mà thôi. Hiện tại Thiên Đấu Thành tình huống của bên này giống như là từ thiên nhiên hướng Thánh Linh Sáo thỏa hiệp. Có Kính Hồng Trần trấn giữ, đồng thời còn có cả một vị Thánh Linh Sáo phong hào đấu la trưởng lão ở chỗ này. Vị trưởng lão này phong hào Thụy Yểm, hiếm thấy am hiểu là ảo thuật hồn sư. Hắn vu hồn là Yểm Ma, một loại thực tế sức chiến đấu rất là yếu, nhưng ảo thuật năng lực đặc biệt cường đại hồn thú. Bởi vậy hắn vu hồn tập phần hư hữu. Ngày ấy vua Hào đang đối mặt với hắn, vì này Thụy Yếm đấu la căn bản là không có phát huy ra thực lực của hắn, mô luận là hồn sư hay là người bình thường. Một khi hắn ảo thuật công kích tiến vào trong trạng thái ác mộng, như vậy chẳng những hắn có thể đủ khống chế hắn sinh tử, thậm chí có thể lợi dụng ác mộng này đem ra sử dụng chiến đấu, mà kết quả cuối cùng lâm vào trong ác mộng, chi nhân chắc chắn sẽ là phải chết. Sau khi chết hoảng sợ oán liệm là Thụy Yếm đấu la tăng cao tu vi phương thức tốt nhất. Lúc trương vị này Thụy Yếm đấu la đã từng vì tu luyện lợi dụng ác mộng chủ diệt nguyên một thôn, do đó khiến cho cổng phẫn bị phần đông hồn sư cường giả đuổi giết, nhưng bởi vì hắn ảo thuật quá mức cường đại, cuối cùng hắn những phá vòng vây mà ra, còn giết chết không ít hồn sư. Nhưng từ đó về sau hắn mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi đâu cả, ở trên thực tế là bị Thánh Linh Sáo hợp nhất. Vị này Thụy Yếm đấu la đối với cao cấp hồn sư cường giả kỳ thật cũng không quá gì uy hiếp. Ảo cảnh đối với siêu cấp đấu la cấp bậc kia cường giả mà nói rất khó có được tác dụng, nhưng nếu như hắn đối tượng là bình dân hoặc là quân đội, như vậy hắn lực lượng sát thương thật là khủng bố, thậm chí càng vượt qua cửu cấp đỉnh trang hồn bạo đạn pháo. Bởi vậy hắn ở đây ở trong Thánh Linh Sáo địa vị cũng là tương đương không thấp, là vì số không nhiều Thánh Linh Sáo cung phụng một trong, địa vị vẫn còn là trưởng lão phía trên. Lúc trương Nhật Nguyệt đại quân để quân công kích Thiên Đấu Thành, vị này Thụy Yếm đấu la lương tựa theo chính mình cường đại ảo thuật mê hoặc chiến đấu thành đại lượng binh sĩ, khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho Nhật Nguyệt đế quân phương diện cơ hội chế tạo ra tuyệt hảo, phá thành về sau hắn liền giữ lại. Bây giờ Thụy Yếm đấu la giết chóc ngược lại không bằng hướng phía trước kia tu luyện như vậy, hắn đã đến tầng thứ này, người bình thường thậm chí là cấp thấp hồn sư đã chết tại ác mộng ở bên trong, oán liệm đã không đủ để đối với tu vi của hắn tăng lên cung cấp trợ giúp. Tu vi cường đại tới trình độ nhất định hồn sư mới tăng lên hiệu quả,
Trần Sóc mà nói tinh thần lực càng mạnh, hồn sư chết ở trong mộng yểm huyễn thuật của hắn sẽ là chi vẻ phía sau sinh ra oan niệm cũng càng cường đại. Loại oan niệm này đối với hắn mà nói mới có tinh lực chất tăng lên. Kính đường chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện gì vậy? Thủy Yếm Đấu La lúc này bình tĩnh muốn bên cạnh truy vấn Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần lúc này cho mày sẽ nói, ta chỉ có thể đoán được cái này quyết không phải là hồn đạo khí tạo thành, hẳn là năng lực của hồn sư, có thể phạm vi lớn như thế đánh xuống bạo vòng tuyết, ít nhất cũng là một vị siêu cấp đấu la, ta lên không nhìn xem, tại đây phạt rào cho hai vị rồi. Chờ một chút, Thủy Yếm Đấu La vội vàng gọi lại Kính Hồng Trần. Kính đường chủ, lớn như phát hiện ra vị kia am hiểu tinh thần năng lực, phong hào đấu la, làm ơn cho ta biết, chúng ta đem hết toàn lực đưa hắn lưu lại, chỉ cần bắt được hắn, về sau có cần gì chỗ ta, Kính đường chủ cứ việc nói ra. Kính Hồng Trần nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu rồi nói, được rồi. Nói xong lúc này mới phi thân lên, hướng phía trên không trung bay đi, bạo phong tuyết ở bên trong gió mạnh đối với hắn mà nói, cựu cấp hồn đạo sư mà nói, còn chưa đủ để hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể là giảm xuống tốc độ của hắn. Ngày đó Vu Hào bỏ chạy, sau đó Thủy Yếm Đấu La giận dữ, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy tung tích của Vu Hào. Với hắn mà nói, ngày sau hắn ngược lại phấn khởi, một ca cường đại tinh thần hệ hồn sư, lẽ như cuối cùng là chiếc sưởi ác mộng, như vậy sinh ra oán niệm sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn. Ở trong mắt của hắn xem ra, Vu Hào hẳn là một vị tinh thần hệ phong hào đấu la. Hắn biết rõ, mộng yếm huyễn thuần năng lực của hắn, trực tiếp giết chết một vị tinh thần hệ phong hào đấu la, đó không có khả năng. Nhưng nếu như đánh cho trọng thương sau đó lại dùng ảo mộng ảo thuật, khả năng thành công liền rộng lớn hơn nhiều. Mà giết chết hắn sau đó sinh ra oán niệm là giống nhau, thậm chí đủ để cho hắn chỉ chạy ở không tiến nhiều năm hồn lực lần nữa tăng lên. Thủy Yếm Đấu La bây giờ là cấp 91, tà hồn sư càng là tu luyện, về sau càng tăng lên càng khó. Thánh Linh Sáo tích xúc nhiều năm như vậy, phong hào đấu la cũng tích góp từng ít một, nhưng siêu cấp đấu la cực kỳ thua thất đấy, chỉ có số rất ít người cũng là mà thôi, nhưng cặp hắn tăng lên độ khó.